Ủa, cô đi lên là xe là để đi lên đây là đến. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cô đường, đường đi lên cũng được ha. Nếu mà dừng xe đây đi bộ lên, còn vô kia thì không có năm kia. Vô kia tới đây xíu cũng quay ra là đi bộ hết. Cô nghĩa là có qua cái con phố. Dạ, là vô cao nhất. Đi qua một chừng xem mà nó làm xong á nghe, làm xong mà là những xe du lịch. Con ăn không con? Để tham quan lễ bé chùa đi ra sân trước để vào đây vô công trình rồi. Thôi nè, đi xuống rồi. Chút xuống cầu thang hồi nãy á. Không, mình vô đây nè. À, đúng rồi. Để quay gặp nó né quay ra đi. Chùa mà ừ đi xuống tắt xe đi buồn với mấy con nữa đi đi tìm lắm yên tĩnh mà có xe má đùng đùng. Chỗ này là đang xây dựng nè, chùa rất là lớn luôn, xung quanh thì có tượng, lát nữa mình sẽ đi tham quan là một số tượng. Đừng ôm thế nào em mất qua mẹ cũng đi cho con.
thường nè. Đồ chư vị quan khách vô cho biết. Đó, đây sơ đồ. Điện Tâm Tôn, nhà Tây Loan, nhà bếp này của này. Không biết. Chùa là chùa lớn mà. Bếp nè. Nè. Chắc là bếp nhà An á. Nè khu ẩm thực chay nè. Nhà bếp ở phía dưới. Bon thư ký, nhà sảnh đón khách. Đây là lưới lên đòn tròn chuẩn chẳng tế cúng dường trai tay. Mèo mèo, mày có mang Phật này. Hồi làm hồi chưa có mới và mày để đó. Chuông như đinh tai á. Còn ở tầng 2 nha các bạn. Ở đây nhìn xuống dưới thấy hết khung cảnh luôn. Toàn bộ nhà này thì đang trong bên xây dựng, có cái phần sảnh ở dưới là cũng hoàn thiện được phần ban đầu. Cảnh quá đẹp luôn các bạn, nhìn từ phía đối diện của chùa ra là thấy hết cảnh cầu cổ lũy, sông suối cửa biển rồi luôn. Bên này là cửa biển nè, đó cửa biển bên này. Đây là cảnh phía trước các bạn. Yeah. Chỗ thầy sẽ có một cái ông, một cái tượng, tượng lớn ở đây, không biết ông gì đây. Đây. Đây là cái cảnh chính diện của chùa. Đây chùa Minh Đức các bạn. Đó, thì trước có mấy Phật này. Bốn này mới tượng lớn. Nam cái tượng lớn, hiện tại có nam cá. Còn những cái tượng xung quanh nữa ở bên này, nó dạt qua bên đây đó, toàn cảnh cái trên đỉnh cầu nhé, rất là đẹp. Ngày mốt là chắc là tôi sẽ xài một cái đường đi lên ngay chỗ chính diện ngay luôn, cầu thang đi lên để tao làm đất nó xuyên xuyên xuống rồi.
Hiện tại thì mình đang đứng ở chùa của cái tượng tượng gì? Thiên Mã Sơn. Cái tượng thì nó ở phía dưới các bạn, còn cái chùa thì nó lên cao hơn. Hay là cái đường lên tượng nè. Đây. Đây là cái cảnh cái đường đi phía dưới. Thiên Mã, ta có in chữ đây. Thiên Mã Sơn. Cúng đường xây dựng. Mẹ, cái cầu thang ở sao? Còn có cái cửa vô nữa nè. Hay có cổng khóa luôn nghe không? Nè. Đây sẽ có cầu thang đi lên.